thể đi shopping thôi. Chiếc áo này có khoảng tép kẻ nhỏ hơn chiếc áo ở trong tủ của mình. Vậy thì bộ đồ này không phải đang sale đấy. Tại vì nó thoải mái, muốn đi đâu là mình xỏ vào thì đi thôi. Có người đủ đồ dùng nè, có người cho đủ tiền nè.